chị và các bạn, hoạt động khai thác thủy sản của tỉnh Bạc Liêu những năm gần đây có bước phát triển mạnh, thu hút đông đảo lực lượng lao động tham gia. Tuy nhiên, để khai thác đúng tiềm năng và lợi thế của biển thì hoạt động khai thác thủy sản Bạc Liêu còn nhiều hạn chế, nhất là khâu bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Với hơn 1.000 phương tiện khai thác thủy sản, mỗi năm Bạc Liêu đã bị tổn thất trên 20.000 tấn sản phẩm. Để ngành khai thác thủy sản Bạc Liêu phát triển bền vững, vấn đề cần được quan tâm là khâu ướp lạnh, bảo quản sản phẩm khai thác được an toàn. Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 1.148 chiếc tàu cá, trong đó số tàu đánh bắt xa bờ từ 15 mét trở lên là 485 chiếc, sản lượng khai thác hàng năm vào khoảng 106.000 tấn. Những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên tuyên truyền, tập huấn kiến thức và hỗ trợ nhiều mô hình bảo quản sản phẩm cho bà con ngư dân, nhưng tình hình tổn thất sau khai thác vẫn còn hạn chế. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, thì tình trạng tổn thất sau khai thác ngành thủy sản ở nước ta từ 20-30% tổng sản lượng khai thác. Riêng tỉnh Bạc Liêu hàng năm chịu tổn thất với sản lượng hơn 20.000 tấn. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu của Việt Nam trong thời gian qua, thì tình hình là tổn thất sau thu hoạch thì nó còn rất cao, là hàng năm là chiếm khoảng từ 20-30% cái sản lượng khai thác thủy sản. Riêng đối với tỉnh Bạc Liêu, hiện nay thì toàn tỉnh có 1.148 tàu cá, mà trong đó 485 tàu khai thác vùng biển xa, là chiếm khoảng trên 40% tổng cái số tàu của toàn tỉnh. Thì trong thời gian qua thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng có chỉ đạo các ngành chuyên môn luôn là tuyên truyền, tập huấn kiến thức và hỗ trợ cho bà con ngư dân về cái tình hình bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Tuy nhiên thì một số chủ tàu và thuyền trưởng ở trên tàu thì thực hiện không có đúng theo quy định, cho nên còn chất lượng sản phẩm còn thấp và ảnh hưởng đến cái kinh tế. Hơn 30 năm làm nghề khai thác hải sản, ông Nguyễn Văn Hưng ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải cho biết, việc khai thác hải sản bây giờ lợi nhuận rất thấp, bởi lẽ chi phí xăng dầu, ngư cụ và công lao động luôn tăng cao, trong khi sản lượng khai thác lại giảm dần. Bên cạnh đó là sản phẩm khai thác bán không được giá. Hạn chế tàu khai thác của ông Hưng là chưa đảm bảo tốt cho việc bảo quản sản phẩm lâu ngày. Chậm nhất là một tuần ông Hưng phải thuê tàu ra lấy sản phẩm hoặc bán lại cho các tàu dịch vụ hậu cần, nên lợi nhuận cũng bị chia sẻ. Chỉ là anh quýnh thì anh quýnh cái vùng lộng. Thì trong đó nó có cá tôm mực, chủ yếu là tôm, nhưng mà cá tôm mực đều mình bắt được hết. Nhưng mà cái bảo quản của mình thì ví dụ lúc mình chạy thì mình lấy theo ví dụ như 400 cây đá để mình bảo quản, ví dụ những cái hàng sức thì có thể mình vô kết mũ đó, mua kết bỏ theo. Còn miễn là cái đồ nào khô như mực, loại mực xẻ thì mình cũng phải xẻ khô. Còn là tôm thì mình bảo quản muối phi. Còn cá mà không cần thiết thì mình mua vô túi ni lông để như mình bảo quản cho nó tốt. Nhưng mà thời gian anh đi thì cỡ 2 tháng lận. Nhưng mà trong 2 tháng đó là anh bán hoài. Chừng 4-5 bữa miễn mà không có tàu để mình bán thì mình liên hệ về nhà cho ghe tải ở Dừa đó nó ra nó nhận vô. Đó, thì mình cũng đem về chứ không có muối lâu được cái đồ đó, mà mình muối lâu thì nó bể bụng là không có giá cả gì hết. Đó, thì mình phải bảo quản đó là nó mới tốt hơn. Giống như là cho nó tươi, 4-5 bữa thì nó rất là tươi, không đánh đổi. Mình phải biết cái kỹ thuật muối làm sao, ví dụ bao nhiêu ngày thì mình lắp lên bằng bao nhiêu nước đá, ví dụ và 5 phân là nó đủ trong cỡ 5 ngày nó mới hết nước đá đó. Thì mình phải có tạo điều kiện mình đưa vô dầu bơ vô bờ, hoặc là ví dụ mình có ghe mình ngoài biển mình cặp vô mình bán. Thì là nó cũng vừa hết đá thôi, cho nó không đến nỗi bị thiếu đá. Miễn mà đồ hải sản, nói chung đồ nào cũng vậy, chứ không phải riêng biệt đồ biển. Nhưng mà ví dụ nó hụt mức đá là nó phải hư. Hụt mức đá là nó thiếu độ lạnh là phải hư thôi. Như là mình có 4 phương tiện là khai thác ở vùng khơi, như là mình khai thác như là mình lấy tới giờ lấy mình lấy lên mình bảo quản đồ đó là mình lựa ra phân loại. Như loại nào rồi mình vô mình rửa sạch vô bọc rồi đem lách đem xuống hầm muối liền. Cho cái mặt hàng của mình nó không có xuống cấp, nó không có hư hỏng. Còn cái con mực á là mình đem lên là mình xẻ rồi mình đem vô trong hầm là mình sấy khô rồi là mình vô bọc bảo quản xuống hầm đá luôn. Mình là lắp đá lại cho kính, như là cho cái hàng mình nó không có bị xuống màu ngã màu. Còn như mà mình làm xong trong vòng 10 ngày hoặc là 5 ngày 7 ngày gì đó, mình thuê tàu
thuê tàu mà hậu cần ra chở đồ vô mình bán cho đồ mình nên nó được tốt, được tươi hơn. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Hải cho biết, toàn huyện có hơn 500 phương tiện đánh bắt, trong đó hơn nửa là tàu có công suất máy dưới 90 mã lực. Số tàu được đóng mới có công suất lớn, đủ sức vươn ra biển khơi là rất ít. Nhờ có các tàu dịch vụ hậu cần nghề cá hoạt động khá tốt nên đã giảm áp lực cho một số chủ tàu chưa đủ điều kiện bảo quản sản phẩm. Tuy nhiên đây là giải pháp tình thế. Muốn bảo quản sản phẩm sau khai thác tốt thì chủ tàu phải thực hiện tốt khâu ướp lạnh ban đầu. Đối với địa bàn huyện Đông Hải thì với số lượng tàu khai thác là 551 phương tiện, trong đó là trên 300 phương tiện là khai thác xa bờ. Thì đối với lĩnh vực này là cũng thế mạnh của địa phương. Thì thời gian qua thì trong cái tuyên truyền vận động người dân thực hiện các cái quy định trong cái khai thác đánh bắt, thì huyện cũng phối hợp với chi cục thủy sản tỉnh rồi hệ thống biên phòng là hàng năm là tổ chức các cái lớp tuyên truyền cho người dân trong vấn đề là an toàn trên biển, khai thác trên biển, và đặc biệt là chúng tôi là quan tâm đến vấn đề là tuyên truyền bà con trong cái bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Cái khâu quản lý tại cảng đó thì thời gian qua thì chỗ ban quản lý cảng cũng rất là quan tâm cùng với ngành nông nghiệp là tiến hành là xử lý cái khâu là vệ sinh đối với cảng cá. Đây là cũng vấn đề rất là quan trọng, bởi là cái hệ thống hạ tầng của cảng mà nếu không đảm bảo về cái vấn đề môi trường thì là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sản phẩm, khi mình lên cá xuống cá nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thì cái khâu xử lý vệ sinh của cảng là trong thời gian gần đây cũng được quan tâm rất là đặc biệt. Đồn biên phòng Gành Hào, một trong những đơn vị phối hợp với chính quyền và ngành chức năng đảm bảo cho người dân khai thác an toàn trên vùng biển. Ngoài nhiệm vụ chính của đơn vị, các chiến sĩ trực ban còn làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên biển. Nhìn chung, thời gian qua, bà con ngư dân trên địa bàn thì ra vào hoạt động trên biển thì chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Thì đối với đơn vị đó, thực hiện các công tác kiểm tra kiểm soát người phương tiện ra vào khu vực biên giới theo nghị định 71 của Thủ tướng Chính phủ. Thì tình hình ngư dân trên địa bàn đó, chủ yếu là các tàu cá lớn hoạt động xa ngày. Thì ngoài những cái thủ tục biên phòng đó, thì đơn vị còn kiểm tra cái thủ tục về cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì đối với tất cả các tàu cá thì ra vào hoạt động trên biển đều phải cái xuất trình được, phải có cái giấy chứng nhận là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với thuyền viên á, thì phải có là tất cả các loại thủ tục giấy tờ thủy thân. Tuy nhiên phải có cái thẻ nghiệp vụ thuyền viên tàu cá để cái phục vụ cho cái công tác là chế biến thủy sản. Hiện nay nhiều ngư dân trên địa bàn tỉnh đã đầu tư tàu có công suất lớn và chú trọng đến trang thiết bị công nghệ tiến bộ trong khai thác, hầm bảo quản và thiết bị hàng hải. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi khai thác ở vùng biển xa, phần lớn tàu khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh hiện đã trang bị các loại máy và thiết bị tiên tiến phục vụ hoạt động khai thác. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất trong việc ứng dụng các trang thiết bị hiện đại trên tàu cá hiện nay chính là hầm bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Các tàu khai thác của tỉnh chủ yếu là tàu vỏ gỗ có hệ thống bảo quản thô sơ lạc hậu. Lượng cá sau khi đánh bắt vẫn còn phải bảo quản theo phương pháp truyền thống, chủ yếu vẫn dùng vật liệu cách nhiệt là xốp ghép, khả năng giữ lạnh thấp, mức tiêu hao đá lớn, ảnh hưởng đến chất lượng và giá thành sản phẩm. Hiện nay các tàu đánh bắt xa bờ chủ yếu dùng đá xay để ướp cá mà không có công đoạn làm lạnh từ từ nên chất lượng cá khi đưa vào bờ không tốt. Đối với việc bảo quản khô, phương pháp sấy mực đang được sử dụng trên các tàu lưới kéo đôi câu mực vẫn còn nhược điểm như thời gian sấy lâu, mực sấy trong hầm máy chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như mùi dầu, khói, nước hầm máy. Một số chủ tàu thuê tàu nhỏ chở lượng hải sản đánh bắt được vào đất liền tiêu thụ thường xuyên nên chi phí vận chuyển tăng cao, không đạt hiệu quả về kinh tế nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng và giá thành sản phẩm sau khai thác. Bên cạnh đó, các tàu khai thác của tỉnh Bạc Liêu chưa được trang bị thiết bị bảo quản sản phẩm khai thác phù hợp với điều kiện khai thác dài ngày trên biển. Vì vậy, hiệu quả của các chuyến biển chưa cao, tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch lên đến 20-30%. Do đó, về lâu dài, các chủ tàu cần phải có các trang thiết bị máy móc bảo quản đạt chuẩn mới đảm bảo hiệu quả cho mỗi chuyến đi biển đánh bắt. Đối với các tàu khai thác xa bờ, cần phải nâng cấp đầu tư các trang thiết bị bảo quản để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp tăng giá trị sản phẩm. Nếu bảo quản sản phẩm tốt thì chúng ta cần lưu ý một số vấn đề như sau. Là chúng ta phải điều kiện để bảo quản sản phẩm như thế nào. Như tàu và hầm chứa thì chúng ta phải kín, hợp vệ sinh, sạch sẽ trong cái hầm. Thì chúng ta phải không để những cái nhớt hay là dầu, nhiên liệu
nước ở bên ngoài chảy vô cái hầm bảo quản sản phẩm, nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cái sản phẩm. Bên cạnh đó thì sau khi mà chúng ta thu được cái sản phẩm khai thác sản lượng thì khai thác đó, thì các thuyền trưởng và thuyền viên ngư dân ở trên tàu thì chúng ta phải nhanh chóng chúng ta sắp xếp rửa sạch sẽ các sản phẩm nguyên liệu thủy sản ở cung cấp và hạn chế tối đa cái sản phẩm nguyên liệu đó, tránh hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Chúng ta phải theo cái nguyên lý là nhanh, sạch và lạnh để đảm bảo cái chất lượng cái sản phẩm thủy sản. Trong cái đó mỗi cái thuyền viên khi mà chúng ta mỗi một tàu đều có chia ra cái nhiều hầm cái bảo quản sản phẩm, chúng ta phải cái thủy thủ ngư dân nó phải là sắp xếp làm sao cái sản lượng đừng có quá đầy cái khay hoặc là cái hầm bảo quản. Thì khi mà sắp xếp đầy quá thì chúng ta cái khay chúng ta để ập lên thì cái sản phẩm nguyên liệu nó sẽ nát, thì sẽ giảm cái chất lượng cái nguyên liệu thủy sản. Bên cạnh đó thì chúng ta khi mà lấy nước đá thì chúng ta cũng phải đảm bảo cái điều kiện an toàn thực phẩm phải được các ngành chức năng cơ quan để đảm bảo quy định của nhà nước hành. Và chúng ta phải thường xuyên bảo quản cái cối xay đá không được rỉ sét sẽ ngấm vô, sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm. Cái tàu khai thác xa bờ thì cái thời gian kéo dài và khoảng là khi đi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Tuy nhiên thì cái sản phẩm thì tối thiểu là chỉ khoảng 12 ngày. Cho nên là phải cần cung cấp cái những chiếc tàu dịch vụ để cung cấp nhiên liệu hay là dầu, nước đá ra đều ở đồng thời chúng ta vận chuyển cái sản phẩm nó về cảng để tiêu thụ để tránh cái thất thoát của cái sản phẩm cái sau thu hoạch. Và khi mà chúng ta là cái thời gian thì kéo dài khoảng 12 ngày nó ra thì nếu như nhiệt độ ở 0 độ C thì bảo quản thì tối đa thì cũng khoảng 11 đến 12 ngày. Và cái quan trọng nữa là chúng ta tuyệt đối là không được là nuôi gia súc ở trên tàu, ví dụ như chó, mèo, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quy sinh hoạt, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cái sản phẩm để ra. Và khi mà cái quan trọng là khi mà tàu về cập cảng thì chúng ta phải nhanh chóng đưa cái sản phẩm, cái nguyên liệu thủy sản khai thác lên trực tiếp nhanh lên để mà chúng ta tuyệt đối không được dùng nước cảng để là rửa cái sản phẩm, vì cái nước cảng ở đó rất là bị ô nhiễm môi trường, chúng ta phải sử dụng nước sạch để bảo quản nặng đưa cái nhanh. Khi mà xe nhanh lên về các cơ sở tiêu thụ thì chúng ta tuyệt đối cũng không được sổ xe tải lạnh đó, không được sổ nước ở tại cảng, sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn nước ở đó, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với cái sản phẩm. Là trong thời gian tới thì chi cục khai thác, chi cục thủy sản Bạc Liêu sẽ luôn phối hợp với các ngành chức năng địa phương, ví dụ như là cảng cá Gành Hào hay là cái trên hàng mát hay cái cùng hay là các chủ dựa, là luôn luôn tuyên truyền tập huấn cho thuyền trưởng, chủ tàu và thuyền viên là luôn luôn về bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới. Chất lượng sản phẩm là một trong những vấn đề được các nhà quản lý, doanh nghiệp, ngư dân và người tiêu dùng hết sức quan tâm. Nhằm đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và giảm tổn thất sau thu hoạch, tăng hiệu quả sản xuất, các điều tra nghiên cứu về bảo quản chế biến thủy sản làm căn cứ để đưa ra các giải pháp phát triển ngành bền vững đã và đang được ngành thủy sản quan tâm.